Xin chào, tôi tên là Hà và tôi là nhân viên của văn phòng MTA-MAO. Chúng ta đang ở giữa đại dịch và nhiều người đã đặt ra câu hỏi tôi nên làm gì nếu cảm thấy bị bệnh. Văn phòng Human Relations của thành phố Greensboro đã biên soạn thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh hoặc CDC có sẵn trực tuyến tại cdc.gov. Chúng tôi mong muốn chia sẻ những thông tin quý giá này với các bạn và muốn đảm bảo rằng mọi người đều nhận được thông tin quan trọng này. Theo CDC, nếu bạn đã tiếp xúc với người bị bệnh COVID-19 hoặc nếu bạn gặp phải các triệu chứng COVID-19 bao gồm sốt, ho, khó thở, hoặc nếu bạn có ít nhất 2 trong số các triệu chứng sau, sốt, ớn lạnh, rét run liên tục, đau cơ, đau đầu, đau họng, mất vị giác hoặc khứu giác, bạn có thể làm theo các hướng dẫn sau đây để bảo vệ những người khác trong gia đình của bạn và cộng đồng của bạn. Đầu tiên, bạn hãy gọi cho bác sĩ của bạn. Nếu bạn không có bác sĩ riêng, hãy gọi cho bệnh viện hoặc phòng khám địa phương. Bạn hãy ở nhà ngoại trừ lúc bạn tìm kiếm sự chăm sóc y tế. Những người bị bệnh nhẹ với COVID-19 sẽ có thể được phục hồi tại nhà. Bạn hãy tiếp tục theo dõi các triệu chứng của bạn và giữ liên lạc với bác sĩ của bạn qua điện thoại. Nếu các triệu chứng của bạn trở nên tồi tệ hơn hoặc bạn nghĩ rằng đó là một trường hợp khẩn cấp, thì bạn hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế. Bạn hãy tự tách mình khỏi những người khác trong nhà và hạn chế tiếp xúc với vật nuôi. Bạn hãy đeo khẩu trang để tránh lây lan vi trùng và hãy chắc chắn rằng bạn đeo khẩu trang một cách chính xác. Khăn che mặt hoặc khẩu trang phải che chắn được toàn bộ mũi và miệng của bạn. Bạn có thể tháo bỏ khẩu trang khi bạn ở nhà một mình, nhưng hãy thận trọng để tay của bạn không chạm vào mắt, mũi và miệng. Và hãy rửa tay ngay sau khi tháo bỏ khẩu trang của bạn. Bạn nên kiểm tra khẩu trang của bạn thường xuyên và rửa sạch sau khi sử dụng và thay thế nếu chúng bị rách hoặc xuống cấp. Bạn nên giữ khoảng cách ít nhất là 6 feet tương đương khoảng 2 mét giữa bạn và người khác ngay cả khi bạn đang che mặt. Bạn hãy che miệng và khi ho và hắt hơi và rửa tay thường xuyên. Bạn hãy tránh dùng chung các đồ dùng cá nhân và làm sạch tất cả các bề mặt thường xuyên được chạm đến mỗi ngày. Các bề mặt thường xuyên được chạm đến bao gồm tay nắm cửa, điện thoại di động, vòi nước, công tắc đèn và nhiều thứ khác. Video này là một nỗ lực để tiếp cận tất cả các cư dân với thông tin an toàn quan trọng do CDC cung cấp. Bạn có thể tìm hiểu thêm qua trực tuyến tại cdc.gov. Xin nhắc lại, văn phòng Human Relations không đủ điều kiện để cung cấp tư vấn hoặc là hỗ trợ y tế cho bạn. Để được hỗ trợ y tế, xin vui lòng liên hệ với bác sĩ chăm sóc sức khỏe của chính bạn hoặc gọi điện cho bệnh viện địa phương của bạn. Hãy nhớ rằng chúng ta nên dành thời gian tìm hiểu các thông tin xác thực thay vì phải sợ hãi. Hãy giúp chúng tôi chia sẻ những thông tin này và giữ gìn sức khỏe của bạn. Xin cảm ơn và tạm biệt.